Đoạn clip lưu lại tình huống va chạm yêu đương tâm xảy ra cách đây không lâu tại làng Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Chiếc xe tải lùi khá nhanh, trúng hai bà cháu đi xe máy rồi chèn lên người các nạn nhân trước khi dừng bánh. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân bên đường lập tức đến ứng cứu. Tuy nhiên, hai nạn nhân đã tử chiến tại chỗ. Được biết, người bà đang trên đường chở cháu đi học về. Xe tải lùi bỗng ngột đèn hai bà cháu, người dân lao ra cứu nhưng không kịp. Hiện lực lượng chức năng đã vào cuộc để điều tra làm rõ ràng nguyên nhân vụ việc. Vụ tai nạn yêu đương tâm là bài học cho các tài xế xe tải. Quan sát thật kỹ và lùi xe có kiểm soát tốc độ là điều luôn phải ghi nhớ. Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cũng cần lưu ý giữ khoảng cách khi đi gần xe có trọng tải lớn, tránh di chuyển vào khu vực điểm mù của các xe này.